Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Ford Ranger có năm sản xuất 2014, đăng ký lần đầu 2015, phiên bản số tự động, máy dầu hai cầu điện các bạn nhé. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 542 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Chiếc này mang biển số 15C này, đấy, 35001 các bạn nhá. Đấy, sơn xi của chiếc xe rất là ok các bạn này. Đấy, hai cụm đèn pha, hai cụm đèn gầm của nó rất sáng bóng đều nhau các bạn nhá. Đấy. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ đây. Đấy, sơn xi của chiếc xe này các bạn này. Đấy, độ đồng sơn xi của chiếc xe này còn khá là nhiều các bạn nhá. Đấy, cam kết các bạn là không đâm va, không ngập nước. Đấy, keo chỉ cột kèo đầu đít zin nguyên các bác nhá. Đấy, dàn một lốp này, dàn lốp của nó khá là đẹp này. Cua lốp thì không hề có dấu hiệu mồ mọt chi các bác nhá. Đấy, một chiếc xe bán tải Ford Ranger. Đấy. Phiên bản số tự động. Máy dầu hai cầu. Hai cầu điện các bác nhá. Đấy. Động cơ là 3.2 các bác này. Đấy. Tích hợp xi nhan trên gương này, gương kính chỉnh điện, gương kính cột xe. Đây là bậc lên xuống các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, độ đồng sơn zin của chiếc xe này còn đạt đến 90-95% các bác nhá. Đây là phần cua lốp của xe này. Đấy, cua lốp của nó khá là ok các bác nhá, không hề có dấu hiệu mục mọt này. Đấy. Đấy, thân vỏ thì mỏng tang các bác nhá. Form dáng của nó rất là khỏe. Bác nào đúng chân mẫu xe này mua về chạy công trường thì quá là ok này. Đấy, mang biển số Hải Phòng, hai cụm đèn phanh của nó này rất sang bóng đều nhau các bác nhé. Đấy, và sau đây em sẽ tiến vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần cốp sau xe này. Đấy, khoang đồ của nó rất là ok các bác này. Đấy, đựng được khá là nhiều đồ luôn các bác nhé. Đấy, đi công trường này. Đấy, rất là hợp lý các bác này. Đấy, chỗ này là máy dầu hai cầu điện các bác nhé. Sơn xi của nó này rất là đẹp luôn. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Gầm mẹ của nó chắc lịch các bác nhá, không hề có dấu hiệu một mọt chi các bác này. Đấy, đây là phần lớp sô cua này. Đó các bác xem, gầm mẹ chắc lịch, côn số ngọt ngào. Đã được trang bị màn hình cam nồi đầy đủ các bác nhá. Màn hình cam nồi đầy đủ các bác này. Đấy. Đấy, sơn xi của nó rất là đẹp các bác nhá. Đấy, đây là bốn của lốp của nó này. Đấy, bốn của lốp của nó khá là ok các bác nhá. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ cần đổ sầu dầu mà sử dụng thôi. Với giá tiền là 542 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Xe rất đẹp luôn. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Nội thất của nó là ghế da nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Ghế da nguyên bản theo nhà máy sản xuất này. Đấy, sờ da rất mềm luôn các bác nhé. Đấy, chân của nó này, chân nỉ này, chân nỉ nguyên bản các bác nhé. Chân nỉ nguyên bản theo xe này. Đấy, trang bị 4 túi khí an toàn các bác nhá. Một cho người lái này, một người ngồi bên phụ này, hai bên hai cột nữa này. Đấy. Rất là ok. Đây là phần hốc bà lê này. Đấy. Keo chỉ này, keo chỉ của nó nguyên bản các bác nhá, không hề có dấu hiệu đâm va hay ngập nước chi các bác nhá, cam kết các bác luôn bằng văn bản giấy tờ luôn. Đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên phụ các bác này, phần âm thanh này. Đấy, keo chỉ này,
keo chỉ thì đều tăm tắp luôn, không hề mất đến một phân, không hề có dấu hiệu mù mọt các bác này. Đấy, cam kết các bác là cột kèo đầu đít sexy di nguyên này. Đó các bác xem, rất là ok các bác nhé. Tất cả những cái đinh bấm này rồi, hốc bàn này đây vẫn còn là sơn chấm 7 màu các bác nhé. Vâng, đây là phần nội thất đằng trước các bác này. Đấy, ghế da đằng trước này, ghế da thì nguyên bản các bác nhé, không hề có dấu hiệu rách rưới chi các bác này. Đấy, ghế da xịn luôn các bác nhá. Đấy, hộp số tự động này, đầu đài nguyên bản theo xe này, táp lô này. Đấy, rất là đẹp luôn, tem mác cho ngoài sản xuất này. Đấy, đinh bấm răng giật này. Đấy, đinh bấm răng giật các bác này, nguyên bản các bác nhé. Đây là phần hốc bản lề này, bật lên xuống này. Đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ các bác nhé. Phần âm thanh này. Đấy, đây là phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ của nó nguyên bản các bác nhé. Cam kết các bác là không đâm va, không ngập nước. Đấy, tích hợp xi nhan trên gương này. Đấy, gương kính chỉnh điện, gương kính cụt xòe các bác nhé. Đăng kiểm của nó còn đến tháng 4 năm 2021 các bác nhé. Đấy, đăng kiểm dài miên man. Đấy, lóc xe này không hề có dấu hiệu mù mọt chi. Đấy, bốn của lốp của nó khá là đều nhau luôn, còn đạt đến 80-85% này. Đấy, phần cua lốp này, cua lốp của nó khá là ok các bác nhá, còn nguyên bản luôn. Đấy, độ đồng sơn zin của chiếc xe này còn khá là nhiều luôn các bác nhá, tôn vỏ mỏng cao. Đấy, một chiếc Ford Ranger bán tải có năm sản xuất 2014, đăng ký lần đầu 2015, phiên bản số tự động, máy 3.2, máy dầu 2 cầu điện các bác nhé, với giá tiền là 542 triệu đồng. Bên em có bao hút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác này. Đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái các bác nhé. Phần keo chỉ này, keo chỉ của nó đều tâm tắp luôn, nguyên bản luôn các bác nhé. Đấy, không hề có dấu hiệu mù mọt này. Đấy, lớp lể của nó vẫn còn nguyên bản các bác này. Đây là phần hốc bản lề này, zin từng con ốc luôn các bác nhá. Cam kết là các bác là máy số zin. Đây là những cái đinh bấm răng giật này. Đấy, đinh bấm này. Rất là ok các bác nhá. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên lái các bác này. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện, gương kính cụt xe. Đấy, rất đẹp luôn các bác này. Hốc bản lề này, âm thanh này.
keo chỉ thì không hề mất đến một phân các bác nhé. Tem mác theo nhà máy sản xuất này. Đây là bậc lên xuống này. Zin từng có đóng các bác nhé. Nói chung là trước này chỉ bàn về giá thôi, còn chất thì không hề phải bàn các bác nhé. Đấy, nguyên bản luôn, rất là ok. Và sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe các bác này. Bô lăng rất là đẹp luôn các bác nhé. Đó. Và sau đây em sẽ lổ máy lên này. Vâng, máy đã lổ các bác nhá. Máy lổ rất êm này. Mặt đồng hồ thì không báo một lỗi gì này. Phần xi nhan này hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Phun nước gạt mưa này. Rất là ok luôn. Điều hòa của nó cực mát luôn các bác nhá. Đây là quả số này. Phanh tay này. Đây là bệ tì tay này. Chân nỉ của nó này. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Hộp đựng kính này. Chắn nắng này. Đấy, đầy đủ các bác nhá. Đèn trần này. Rất nhiều chức năng tiện ích luôn. À, những cái khe này khít khít luôn các bác nhé. Táp lô của nó đây. Đó, điều hòa của nó cực mát luôn các bác nhé. Gương cụt xòe này. Chỉnh điện này. Đấy. Bắt đầu ok. Kính lên xuống này. Đấy. Hoạt động rất là ok các bác nhé. Đấy, rất là trơn tru. Đấy. Đây là phần đèn trần phía sau này. Tích hợp trên bô lăng này. Đấy. Âm thanh này cực hay luôn các bác nhé. Đây cổng sạc điện thoại này. Hộp đựng đồ này. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Forerunner các bác này. Máy móc của nó rất là êm các bác nhé. Cam kết được các bác là không đâm va, không ngầm nước, máy số zin. Đây các bác xem này. Máy rất khô ráo các bác nhé. Không hề bị dấu hiệu bị dầu zin. Zin từng có nó luôn. Đây tất cả những cái đinh bấm cam kết này. Đấy, đóng nguyên bản các bác nhé. Đấy các bác xem.
đấy, cụ 3 bé này. Đây con loa đang chạy các bạn này. Đấy, đây là phần lắp cabo này. Đấy, lớp lì của nó các bác nhé. Đấy, lỗ của nó này tròn nguyên, không hề có dấu hiệu móp méo chi các bác nhé. Nói chung là bác nào mà đúng chân mua cái này, mua về chỉ việc đổ dầu và sử dụng thôi, không phải làm bất cứ một cái gì các bác nhé. Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Ford Ranger có năm sản xuất 2014, đăng ký lần đầu 2015. Phiên bản A số tự động, máy 3.2, máy dầu 2 cầu. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 542 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này, hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em những video lần sau.